Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói các môn đệ rằng: ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần hưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần hưởng cho dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần hưởng đâu. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà chị em, một trong những hòa phẩm nổi tiếng của nhà họa sĩ Leonardo da Vinci là bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Trong đó nhân vật chính là Chúa Giêsu với các tông đồ ngồi bao quanh. Thì lúc triển lãm bức danh họa này, tác giả ở trong một phòng kính có ý quan sát khách mời. Ông ngạc nhiên thấy điểm thu hút người xem không phải là gương mặt của Chúa Giêsu mà là cánh hoa ông vẽ bên góc bức họa. Thì ông mới nhận ra ông đã phạm một lỗi lớn là đã thêm cánh hoa vào để rồi lôi kéo sự chú ý của người xem, làm cho người xem ra khỏi trọng tâm của bức tranh. Thế là ông liền lấy cọ bôi bỏ cánh hoa đó. Bắt đầu từ đó, người xem luôn dán chặt vào gương mặt Chúa Giêsu. Kính thưa quý bà chị em, qua cuộc chuyện trên, tác giả muốn gửi chúng ta đến sứ điệp: chúng ta phải đặt Chúa Giêsu làm trọng tâm của cuộc sống và nhìn thấy Ngài trong mọi sự. Đó cũng là điều Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trong tin mừng ngày hôm nay. Người muốn các môn đệ của Ngài phải chọn Ngài trên tất cả mọi sự. Ngài nói như sau: kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy. Kẻ nào yêu mến con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Nghe lời tuyên bố Chúa Giêsu ở trên, mỗi người chúng ta thấy tiêu chuẩn để làm môn đệ của Chúa thật là gắt gao. Ai muốn yêu Chúa phải yêu Chúa hơn cha mẹ, con cái. Và có người đặt câu hỏi: vậy chúng ta không cần giữ điều răn thứ tư, hảo kính ông bà cha mẹ hay sao? Kính thưa quý bà chị em, Chúa Giêsu không dạy chúng ta như vậy. Ngược lại, Ngài còn dạy chúng ta phải yêu mến cha mẹ chúng ta nhiều hơn, vì các Ngài chính là hình ảnh của Thiên Chúa. Vậy qua điều này, Chúa Giêsu muốn nói chúng ta biết, khi chúng ta đã trở thành môn đệ của Chúa, người Kitô hữu, thì chúng ta phân định biết đâu là Thiên Chúa, đâu là con người. Chúng ta biết Thiên Chúa là đấng tạo dựng trời đất muôn vật, trong đó có ông bà cha mẹ chúng ta. Và thì ông bà cha mẹ chúng ta cũng là một tạo vật của Thiên Chúa. Do đó chúng ta phải luôn luôn chọn Chúa trên hết mọi sự. Và đứng sự trước sự trong lựa thì chúng ta phải dành ưu tiên cho Thiên Chúa. Ngoài ra chúng ta còn phải sống theo lời dạy của Ngài và chọn thánh ý của Thiên Chúa hơn ý riêng của mỗi người chúng ta. Ngoài ra khi chúng ta chọn Chúa, người môn đệ không tránh khỏi những mất mát vô hiệp. Do đó Chúa Giêsu nói: ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Thập giá đây không phải là hai thanh gỗ mà là những bổn phận trách nhiệm của chúng ta đối với Chúa, đối với gia đình và xã hội.
Ngoài ra, học giả còn là biết bỏ ý riêng để ý Chúa được hình thành, và tất cả sự tránh né lời luật của Chúa hay lời dạy của Chúa đều là cách thức muốn phủ nhận chính Chúa. Hơn nữa, khi chọn Chúa, người môn đệ có thể đánh mất mạng sống của mình. Như Chúa nói như sau: ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Chúng ta biết sự sống là cái quý giá nhất mà Thiên Chúa ban cho mọi người chúng ta. Do đó mà chúng ta phải có nhiệm vụ nâng niu và bảo quản sự sống. Thế nhưng nếu chúng ta cố tìm mọi cách để bám níu lấy sự sống tạm bợ ở đời này thì chúng ta sẽ bị mắc cả sự sống đời sau. Chính thái độ ham sống sợ chết mới làm cho chúng ta chết thật. Chỉ khi nào chúng ta dám chết vì Chúa, đấng hằng sống, thì chúng ta mới tìm lại sự sống đích thực cho bản thân của chúng ta. Như vậy, khi làm môn đệ của Chúa thì chúng ta phải luôn chọn Chúa trên mọi sự, đồng thời phải luôn chọn hành ý của Thiên Chúa hơn là ý riêng của mọi người chúng ta hay là ý của thế gian. Và khi đọc lại lịch sử của giáo hội, chúng ta thấy nhiều vị thánh đã chọn Chúa trên hết mọi sự, như là thánh Francisco Assisi. Thánh Francisco, ngài sinh ra trong một gia đình rất giàu có, ba là người buôn bán vải, và ông ta chỉ có một người con duy nhất. Ý muốn ông ta là muốn truyền lại tất cả tài sản lại cho thánh Francisco Assisi. Thế nhưng thánh Francisco Assisi được Chúa soi sáng và ông đã muốn dấn thân cho Chúa. Và cho dù cha của ông, mẹ của ông cấm cản ông thế nào thì ông cũng vẫn muốn chọn Chúa, đến nỗi mà cha của thánh Francisco Assisi đưa ngài ra tòa giám mục kiện Đức Giám mục. Thì trong buổi tòa đó, thánh Francisco Assisi ngài đã trả lại hết tất cả những gì có trên người của ngài, ngay cả bộ quần áo của ngài, cho cha mẹ của ngài để ngài chọn Chúa. Tuy nhiên thánh Francisco đi bám vào Chúa nhưng ngài luôn yêu thương cha mẹ của mình. Tương tự vậy, tại giáo hội Việt Nam chúng ta, khi chúng ta đồng hành hạnh tích các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta thấy các ngài đã yêu mến Chúa hơn cả bản thân của mình. Các ngài đã vâng lời Chúa hơn lời thế gian. Do đó mà khi các ngài bị bắt, vua quan muốn các ngài bước qua thánh giá để bỏ đạo, các ngài đã không làm thế, và các ngài sẵn sàng chịu chết để làm chứng cho Chúa. Như là thầy Phêrô Đào Văn Văn, người Sơn Tây, ngài bị xử trảm vào năm 1857. Ngài đã dõng dạc tuyên xưng như sau: bẩm quan, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời vì tôi tin và yêu mến ngài. Thánh giá mang hình tượng của ngài, tôi không khi nào dám đập lên. Sống hay chết, tôi không khi nào bỏ đạo. Và để luôn biết chọn Chúa thì trong bài đọc 2, thánh Phaolô cho chúng ta biết chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Kitô, tức là đã chịu mai táng cùng với người. Chúng ta cùng chết với người trong cái chết xóa sạch tội lỗi, và chúng ta đều sống lại một đời sống mới. Chính trong đời sống mới đó, chúng ta không còn về thế gian nữa, chúng ta được tái sinh làm con cái Chúa. Do đó trong mọi sự chúng ta phải giữ giao ước của Thiên Chúa, và chính trong giao ước này Chúa mời gọi chúng ta hai điều. Điều thứ nhất là phải tôn thờ Chúa trên hết mọi sự. Điều thứ hai là phải giữ lời luật của ngài. Bao lâu chúng ta giữ hai điều đó thì chúng ta là dân riêng của Chúa, là con cái của Chúa. Nhưng ngày nay nhiều người đang cổ vũ cho một xã hội duy cá nhân, duy vật chất, duy hưởng thụ. Họ tuyên truyền rằng không có sự sống đời sau, không có thiên đàng, không có phán xét, và họ cho rằng tôn giáo chỉ là liều hút huyện mà thôi. Và từ đó nhiều người đánh mất ý nghĩa cuộc sống, mục đích tối hậu mà họ nhắm đến, hay cái hạnh phúc thật nơi Thiên Chúa mà họ không biết. Do đó mà họ xem thường lời luật của Thiên Chúa, xem thường tiếng nói của lương tâm, vì họ đã mù tối tiếng nói của Thiên Chúa, và họ đã chọn sai lầm khi mà chọn lựa thế gian hơn là chọn Chúa, chọn ý riêng của mình hơn là ý của Thiên Chúa. Còn đối với người Kitô hữu chúng ta phải luôn bị giằng co giữa một bên là tình cảm gia đình,
Một bên kia là đòi hỏi của Chúa, một bên là quyến rũ của tiền tài, danh vọng hay dục vọng, hay sống buông hạ, một bên là trung thành với ý tưởng của Kitô giáo. Và chính trong Thánh Kinh có một câu chuyện đó về anh thanh niên giàu có. Khi anh ta đến gặp Chúa Giêsu, anh ta hỏi: "Thầy Giêsu ơi, làm sao có sự sống đời đời?" Thì thầy Giêsu bảo anh ta là hãy về bán của cải của mình cho người nghèo đi, rồi theo tôi để có sự sống đời đời. Đứng trước sự chọn lựa giữa sự sống đời đời giữa Chúa Giêsu là Thiên Chúa và của cải vật chất, chúng ta thấy anh ta đã chọn của cải và đã bỏ Chúa mà đi. Như vậy anh ta đã đánh mất sự sống đời đời khi mà bám víu vào của cải thế gian. Vì vậy trong thánh lễ hôm nay, xin Chúa cho chúng ta luôn tin tưởng vào Chúa, luôn tin rằng có sự sống đời đời, để rồi chúng ta luôn chọn Chúa trên hết mọi sự, luôn chọn ý Chúa hơn ý thế gian, chọn ý Chúa hơn ý riêng của người chúng ta, và chúng ta vác thập giá đi theo Chúa đến cùng.